Thời gian qua, VNPT Thanh Hóa nói chung, VNPT Ngọc Lạc Lăng Chánh nói riêng luôn khẳng định là một doanh nghiệp chủ lực chuyên cung cấp các giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn. Là thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện, VNPT Ngọc Lạc Lăng Chánh xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng nên thực hiện chỉ đạo của VNPT tỉnh và cấp ủy chính quyền huyện. VNPT Ngọc Lạc Lăng Chánh đã chủ động nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ từ công tác tập huấn, đào tạo, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các thành viên tổ công tác chuyển đổi số huyện, xã, xây dựng hạ tầng số, tham mưu hỗ trợ huyện trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Về chính quyền số thì VNPT đã thực hiện tốt cái việc thực hiện duy trì các cái cuộc họp trực tuyến, hội nghị không giấy tờ, ủy ban dân huyện rồi đến các cấp xã. Về kinh tế số thì VNPT đã thực hiện cùng với hội doanh nghiệp, cùng với chi cục thuế cũng như là phòng kinh tế hạ tầng để thực hiện đảm bảo cái chỉ tiêu về nông thôn mới cho chính quyền trong công tác chuyển đổi số. Về xã hội số thì VNPT đã đồng hành cùng với cấp chính quyền, cấp xã để thực hiện chương trình tập huấn 3.0 triển khai tập huấn cho người dân trên địa bàn. Thực hiện thứ nhất là thực hiện miễn phí cài đặt chữ ký số cho người dân trên địa bàn. Hai là thực hiện cài cái phần mềm Thanh Hóa app để bà con nắm bắt được cái thông tin, và ba là sẽ cài đặt app thanh toán không dùng tiền mặt. Về hạ tầng số thì VNPT đã luôn đảm bảo cái yêu cầu trong công tác của chính quyền trong công tác chuyển đổi số, thì mọi yêu cầu của chính quyền thì VNPT luôn đáp ứng kịp thời và nhanh nhất trong vấn đề thực hiện công tác phối hợp. Đến thời điểm này, nhiệm vụ được giao 6 xã đồng hành về chuyển đổi số trong năm 2024 đã nâng cái kết quả của huyện Ngọc Lạc lên là 16 xã trong ngày đến hết 2024, thì chúng tôi sẽ luôn đồng hành và tiếp tục đồng hành trong năm 2025 còn 5 xã còn lại để đảm bảo cái chỉ tiêu, cùng đồng hành với chính quyền huyện Ngọc Lạc về đích nông thôn mới. Với quan điểm chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm, chủ thể, động lực qua 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, cùng với phối hợp thực hiện tập huấn, VNPT Ngọc Lạc Lăng Chánh đã chủ động xây dựng hạ tầng số, đầu tư mạng cáp quang phủ 100% số thôn xã, 100% mạng Wi-Fi cho các trường, trạm y tế và lắp đặt được hơn 90% đường Wi-Fi công cộng tại các thôn gắn với truyền hình MyTV, lắp đặt cổng quang, đảm bảo được hạ tầng và dung lượng cung cấp 100% hộ dân với băng thông tốc độ cao. Đồng thời, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như đường truyền ổn định, VNPT đã phối hợp với các xã tiến hành chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông ở các xã và thu hồi loại bỏ toàn bộ các cột cáp không còn sử dụng, lắp đặt 52 trạm BTS để nâng cao chất lượng vùng phủ sóng, xóa điểm đen, điểm lõm sóng. VNPT phấn đấu trong năm 2024 lắp đặt thêm 2 trạm BTS. Về chính quyền số, VNPT đã tư vấn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện các buổi tập huấn về các sản phẩm công nghệ nền tảng và các hệ thống mới, như hệ thống tương tác chính quyền với người dân, cung cấp và duy trì hỗ trợ 100% hội nghị trực tuyến của huyện, xã, phòng họp không giấy tờ tại các xã thị trấn, hỗ trợ đồng hành trong việc thực hiện các cấp độ dịch vụ công theo mức độ 4, 100% đơn vị sử dụng ngân sách thanh toán trên cổng dịch vụ công kho bạc. Đối với giáo dục, hiện đã có 100% trường học sử dụng hệ thống VNEDU. Ngoài chức năng sổ liên lạc điện tử, học bạ điện tử, app tương tác với phụ huynh và nhà trường, app giáo viên còn bổ sung các giải pháp trong hệ sinh thái giáo dục thông minh. Đối với y tế, đã triển khai hệ thống quản lý y tế cơ sở tại các trạm y tế. Đến nay 100% các xã được triển khai đã lập hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối liên thông với bệnh viện đa khoa, thông tin về căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế để đồng bộ dữ liệu. Hiện tại xã Ngọc Sơn đã triển khai quyển sổ khám sức khỏe điện tử từ xa cho đến người dân. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2023, thì từ khi triển khai đến hiện tại thì người dân đã đạt được tỷ lệ trên 90%. Thì trong quá trình triển khai đó đã quản lý được, thứ nhất là theo dõi được cái quá trình khám bệnh, thứ hai nữa là truy cập được điểm cấp cứu và những cái nơi khám chữa bệnh gần nhất, thứ ba nữa là
biết được cái lịch sử khám của mình là theo dõi những bệnh gì, và trong đó có hướng dẫn được cả cái kê đơn uống thuốc cho bản thân và người thân trong gia đình. Một cái rất quan trọng đối với quyển sổ này, bệnh nhân là đó là đối tượng được đăng ký online trên khám chữa bệnh từ xa, rất là tiện lợi và giúp ích cho người dân được để hạn chế cái vấn đề đi lại. Để đẩy nhanh tiến trình thực hiện chuyển đổi số, cần tiếp tục triển khai bài bản mang lại hiệu quả thật sự. Trong đó cần ưu tiên các dịch vụ thiết yếu, phục vụ lợi ích của người dân như dịch vụ y tế, giáo dục, thanh toán online, quảng bá nông sản, quảng bá di tích và các thế mạnh riêng của từng đơn vị. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ công chức cần tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin để thay đổi phương thức làm việc, giảm sử dụng văn bản giấy tờ, giảm họp hành tập trung, tăng cường họp trực tuyến để dành thời gian xử lý công việc. Cùng với đó, cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích của việc chuyển đổi số, bởi sự vào cuộc tích cực của người dân là yếu tố quan trọng làm nên thành công của chương trình chuyển đổi số.